Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khổ đau. Kính mời anh chị em hãy cùng Caritas Thanh Hóa bước đi trên hành trình yêu thương để đem ủi an và sự trợ giúp đến cho những người bất hạnh này. Để sơ phát ra. Từ từ. Đây, đứng yên, em nào cũng có hết. Từ từ, em nào cũng có hết nha. Đây là sữa của công ty sữa Nutimilk nha. Sữa Nutimilk. Cảm ơn công ty sữa Nutimilk đã tài trợ cho các em. Ở đây là dân tộc Hơ Mông trên miền núi. Còn đứng nữa. Rồi, em nào cũng có nhá, Rồi. Chạy lên đây lấy sữa nào, lấy sữa nhanh lên, lấy sữa nhá. Lấy sữa để uống nhá. Em nào cũng có sữa uống nhá. Em nào cũng có sữa hết nhá. Từ từ đến lượt mình. Từ từ lượt mình có hết. Nào các em ra đây lấy sữa. Lấy sữa nhá. Có sữa nha. Đó. Có sữa cho các em nhé. Đó, các cô phát sữa cho các em. Lại đây nào, em nữa nào, lại đây cho sữa nào, nhanh lên. Lại cho sữa nào. Để lấy sữa nhé. Đây, các em mông đó, trời lạnh run cập cập mà không có áo mà mặc đây. Trời lạnh lắm. Thích không? Ra lấy sữa cho cháu này. Đó. Sữa còn nhiều chưa nhiều cả. Em này chưa có đây. Rồi. Rồi, ai chưa có là bạn nào? Ở nhà có bạn nào chưa có? Đấu nha. Này, bây giờ. Giờ sữa lên. Giờ sữa lên. Có rồi. Rồi, sữa Nutimilk. Nutimilk nha. Nào, giờ sữa lên. Rồi, các em đã có sữa hết rồi nhá. Rồi, xin cảm ơn công ty Nutimilk đã tài trợ sữa cho các em. Cảm ơn. Bây giờ chúng con nói cảm ơn nhá. 2-1. Cảm ơn nào. 2-1. Rồi. Ô chào nhá. 2-1. Ô chào nào á? Nào, 2-1. Ô chào là cảm ơn nhá. Rồi bây giờ không còn uống sữa nhá. Rồi. Ô chào nhá. Ô chào đó. Rồi. Con đi thích sữa lắm. Rồi uống sữa đi nhá. Mấy bà con bản Silo ngày hôm nay thì có cha thường là trưởng ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa, bên cạnh cha thường là cha Dương,
rồi có hai sơ là sơ Nhiệm và sơ Hường, rồi có anh chị em cùng đi trong đoàn. Thì sáng giờ thì đi rất nhiều nơi, bây giờ thì có ghé qua thăm một chút quà cho bà con bản Silo, nên chúng ta ôi chào hai cha các sơ phái đoàn và chào một tay. Hôm nay thì vì cũng không có báo trước được cho nên nó cũng đột xuất, nhưng mà quà thì các cha rồi các sơ cũng đã chuẩn bị cho chúng ta. Thì ta thường sẽ có đôi lời trước khi phát quà đến bảy con thân bản nhá. Lần nữa chúng ta cảm ơn cha thường chẳng có tay ra đi. Cảm ơn cha Thảo một tràng pháo tay. Rồi, kính thưa mọi người, thì hôm nay cũng là sắp đến Tết rồi nhé. Sắp đến Tết rồi cho nên là các Thanh Hóa đến đây thăm bà con tại bản Silo được xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Thì chúng tôi có những cái phần quà này của các anh nhân khai thác Thanh Hóa gửi tới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có một cái Tết cho nên đầm ấm bên gia đình. Và từ sáng giờ nói nhiều rồi cho nên là bây giờ xin mời cha Dương có đôi lời với tất cả mọi người. Mời cha. Trong dịp gần đến Tết, có nhiều ân nhân, thân nhân từ xa gửi đến qua cái hội Caritas của giáo phận Thanh Hóa, gửi đến cho tất cả các gia đình ở bản Silo chúng ta có được một ít phần quà để chúng ta vui trong ngày Tết. Cái phần quà này rất là quý hóa bởi vì có rất nhiều ân nhân quan tâm đến chúng ta, trợ giúp cho tay tác Thanh Hóa mang cái phần quà đến cho các gia đình. Và lần nữa xin cảm ơn các ân nhân, thân nhân đã trợ giúp cho Caritas Thanh Hóa được hoạt động. Xin thay mặt cho bà con giáo dân cũng như bà con ở trên Mường Lát, hương dân được cảm ơn các ân nhân từ xa như ở trong giáo phận có cái tinh thần để trợ giúp cho bà con trong cái gì năm mới sắp tới. Và xin cảm ơn cha Dương. Và phần quà của chúng ta là một thùng mì gói nhé, một thùng mì gói, một cái gói quà với lại một cái phong bì, trong phong bì thì có nhia nhé, có tiền ở trong phong bì để cho chúng ta mua những cái gì cần thiết cho cái Tết của mình nhé, mua bánh chưng hay mua cái gì đó thì trong phong bì là có tiền nhé. Rồi bây giờ xin mời đọc tên danh sách để ta cho quà. Em bắt đầu đọc. Bộ là ba ác phí à? Ba ác phí. Ba ác phí. Thành muôn. Có tiền nha. Hai là ba ác sớ là em. Ba ác sớ. Lên cuối đi. Người thứ ba là mua ác phòng à? Mua phòng. Thế thì cho qua đi. Mua phòng không có gì. Người thứ tư là giang á xúa. Không có nữa. Rồi. Người thứ năm. Nhà B đâu? Anh nhà B đây. Vâng anh nhà. Mua sáng đây. Mua lửa đây. Mua lành. Đây mua lành đây luôn rồi. Giang áo bảng. Giang áo bảng có không?
Giang Hai Vãng đâu? Giang Hai Vãng đâu? Không có rồi. Vàng A Giả. Vàng A Giả. Giang Hai Vãng. Giả A Giả là giả. Vàng A Vãng. Đúng không? Chưa có. Vàng A Giả. Chưa có. Cua Si. Bố thằng cu mà nó cũng đọc về cái tên của người ta nha. Giang A Phừ. A Phừ. Rồi. Giang A Vàng. Giang A Vàng. Nhẫn cái hả? Hàng A Sĩ. A Sĩ có ở đây bà chị. A Sĩ có. A Sĩ đây à? Nếu ai có thì có nha. Giang Thị Sĩ. Có thì có lên đây. Có không? Không có rồi, không có xé rồi. Giang Thị Xó. Giang Thị Xó đâu? Không có. Xó xé không có. Xó xé không? Đình á? Linh á? Vàng Văn Linh. Vàng Văn Linh đâu rồi? Văn Linh đâu? Linh có. Đây, Linh đây rồi. Mua bao. Mua bao, có. Mua bao. Mua bơ. Mua bơ có. A bơ đây, A bơ đây rồi. Họ thì bán. Họ thì bán có. Đấy, ô họ thì bán rồi. Ra hết chưa? Chùa Vàng A Chùa đâu? Ô đây là chùa luôn. Vàng A Chùa luôn. À, đừng có về nhá. Ở đây lấy quần áo nữa. Vàng A Báo à? Báo đây. Ô A Báo đứng nữa mà lại trả thưa. Đấy. A Seng à? A Seng đó là. Đây là A Seng đấy gì? A Seng đó. A Seng. Hàng A Giáo. Hàng A Giáo. Hàng A Giáo. Mua thì sao? Mua thì sao đâu? Đây là mua thì sao đây? Mua thì sao? Thôi được rồi, bế đi, cầm lấy. Rồi, mua thì sao? Tiếp đi. Hàng Áp Phanh. Hàng Áp Phanh có không? Đây, Hàng Áp Phanh. Hàng Áp Chính. Chính đâu? Giang Hai Chánh đâu? Giờ chưa. Thảo A Sáu. Thảo A Sáu. À, ô. Thảo A Sáu. Rồi. Mua xe phử. Mua xe phử có không? Mua xe phử ở đây, mua xe phử. Rồi. Rồi. Thảo A Vãng. Đây, Thảo A Vãng. Vàng A Nam. Không thì hả? Vàng A Nam có. Ú. Mấy con rồi? Mấy con rồi? Ba cháu rồi. Vàng A Vãng. Vàng A Vãng. Vàng A Vãng. Cưa nhà. Cưa nhà có không? Cưa nhà. Không, không. Thấy rồi. Cưa nhà cứ biệt đi. Cưa nhà bác. Bằng thì xong. Đây. Bằng ai sao? Bằng áo ó chứ. Phải không? Ờ, bằng áo ó đó. Tên gì? Vàng A Dơ à? Vàng A Dơ mấy con rồi? Ba con rồi. Đây, A Giáo rồi. Đây, mẹ lấy đây. Vàng A Thái.
À Thái. À. Ôi tổ thơm mua à? Bà. Mua a dế. Mua dế. Dế miền đâu? Ô ô ô ô. Nhặt lên cái. Vàng A Sai. Vàng A Sai. Vàng A Sai. Vàng hay vàng? Vàng A Sai. Vàng A Cúi. Cúi đâu? Lấy thầy cho em trai. Cái đầu đây là nắng quá, nó hoe mất cái tóc á. Chắc là nấu cơm nấu củi nhiều nóng. Rồi. Ăn Tết vui nhá. Đang tạo vui không? Kỳ đâu? Bây giờ có ai ở đây mà chưa có không? Lấy cho em chưa lấy. Vừa đâu chưa lấy mà. Thầy lấy rồi. Đây. Đây. Thằng A Vành. Rồi là của em là cái gì? Lấy luôn đi. Chàng A Sớ. Trưởng bán à? Phó tri đoàn. Có ai chưa lấy không? Ai chưa lấy nào? Đứng ở đây đi. À. Đứng ở đây rồi. Đọc nè. Tên gì? Vàng A Sử. Có không? Vàng A Sử luôn. Mua phòng có không? Xuống có không? Được. Lấy thay nhá. Đây lấy thay hay xuất này. Để em nhận thay cho giả. Đi xót đây.
nhà của ai không? Đấy là quê nhà. Quê nhà này, thằng kia đâu rồi à? Quê. Đi kia rồi. Quê ở đây. Chưa xong công việc là bó chạy mất rồi. Rồi được rồi. Sớm bắt đầu đi. Này, bây giờ đây là quần áo nhá. Ai coi cái quần áo nào vừa thì mình lấy nhá. Từ từ, cứ từ từ đã, từ từ đấy sơ chuẩn bị. Cứ chia dần nhá. Không tranh nhau. Thằng ấn đứng ở đây, ai lấy nhiều là nói người ta, bỏ lấy vừa vừa thôi. Đi ấn. Ấn. Đứng ngồi nói đi. Nói đi. Con lấy về cho con kìa. Ô, áo này đúng rồi. Đẹp rồi, áo này. Ô, xe. Chia nhau nhá, lấy vừa vừa thôi, chia nhau, đừng lấy nhiều quá. Quần áo là cái tiết mục, quần áo là tiết mục vui nhất đấy. Không có còn người nữa là. Không cái anh kia thôi. Rồi, quần áo đó. Ôi,
Cầm lấy mà chặt. Thôi xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của ca Thát Xanh Hóa đã thường giúp đỡ, đã tài trợ cho chúng tôi có những cái phần quà này, có sữa, có mì gói, có miến, có mắm, có các thứ, và có tiền nữa, để quần áo nữa, để chúng tôi phát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tại bản Mông này, ở tại các bản Mông. Xin cảm ơn và cầu chúc cho tất cả quý ân nhân một năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa, để rồi lại tiếp tục đồng hành cùng với ca Tát Xanh Hóa để chúng tôi có điều kiện đến chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bà con dân tộc Khmer tại miền núi cao ở trên này. Xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho công bội hậu cho tất cả quý vị. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.